Xin kính chào tất cả các bác. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về các video bên em các bác nhé. Thì hôm nay em xin phép test một bộ cấu hình karaoke. Cấu hình này là 10.700.000 cho bác Nguyễn Thanh Hải, bác ở Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Bác lấy bên em gồm 3 thiết bị, một chiếc âm ly Jaguar 203 giá 2.000.000 bao ship, một đôi loa JBL KP4012 dòng bát 30 của JBL các bác nhé, với giá 8.200.000 đồng, chưa gồm bao ship. Bát 30 từ thường và nó là check neo các bác nhé, check sẽ là check neo. Và tiếp theo nó là một chiếc mic dây, chiếc mic dây chỉ giá 500.000 các bác nhé. Đây các bác có thể thấy đây là một chiếc mic mới tinh luôn, trong hộp của nó đây rất mới các bác nhé. Đây nó sẽ là dây này, các bác có thể thấy hai lớp hộp các bác nhé. Đây là lớp hộp bên ngoài và lớp hộp bên trong của nó, hai lớp hộp luôn các bác nhé, rất là xịn luôn. Mic của KTV, các bác nhé. Đấy, thì hôm nay xin test bộ dàn cho bác Nguyễn Thanh Hải, bác Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 10.700.000. Bác đã chuyển khoản trước cho bên em là 1.000.000. Đấy, thì hôm nay xin phép test bộ cấu hình này cho bác. Thì đầu tiên nó là một chiếc âm ly Jaguar PA203. Thì chiếc này là một chiếc âm ly hàng liên doanh các bác nhé, hàng liên doanh Việt Nam. Đấy, Komi 203. Hàng mới hết các bác nhé, bảo hành 12 tháng. Âm ly này thì rất đơn giản với các bác rồi. Rất nhiều bác đã sử dụng rồi. Với giá 2.000.000 bao ship. Tiếp theo nó là một đôi loa JBL KP 4012 với dòng bát 30 và check là check neo các bác nhé, có thể cho các bác xem đằng sau. Magentina trở kháng là 8 ô, seri là KP4000, mã là KP4012, đằng sau nó sẽ là lỗ thông hơi đằng sau các bác này, với dòng này thì nó là check neo, tiếng check là rất sáng luôn, sáng và các bác có thể nghe tiếng check nó không bị xé, tiếng luôn các bác nhé. Chỉ đánh với một con âm ly P203 thôi, đánh thoải mái rồi. Đấy, một đôi cặp của bác. Với những dòng này thì các bác đánh âm ly thì có thể chơi thoải mái trong vòng diện tích khoảng 25-30m², đánh to luôn các bác nhé. Các bác có thể nghe đấy. Rất là bá đạo luôn. Tiếng bát các bác có thể nghe rất là chắc lịch luôn. Rất gọn và chắc lịch luôn các bác nhé. Các bác có thể nghe thấy. Một bộ cấu hình rất là rẻ thôi và rất là dễ chỉnh, rất đơn giản luôn. Bây giờ em sẽ cho nhỏ tiếng nhạc lại và em tăng tiếng mic lên để alo thử cho các bác. 2 3 4 5 6 7 7 7 1 2 3 4 5 6 7 7 7. Với mức chỉnh echo và delay của nó thì em chỉnh sơ sơ qua thôi, không chỉnh nhiều được các bác nhé. Mà trong hú rít của cái dòng âm ly này rất tốt luôn. Em đang ngồi rất gần, các bác có thể nghe thấy loa đây và cầm mic đây. Bật mic này không có hiện tượng muzit. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 7 2 3 4 5 6 7. Ngồi gần chỉ một sải thôi. Một sải găng tay. Rất gần nhá, một sải găng tay này. Mà các bác có thể nghe thấy tiếng mic nói là rất to luôn chứ không phải bé. 2 3 4 5 6 7 7 2 3 4. Các bác đã biết là chất lượng dòng PA203 này, tiếng echo nó rất hay rồi. Rất hay luôn các bác nhé, với dòng echo của âm ly PA203 rất hay luôn. Khi được ghép với một đôi loa JBL KP4012 thì tiếng check của nó sẽ lẩy hơn rất nhiều và tiếng bass nghe cũng rất là hay, rất là chắc luôn các bác nhé. 2 3 4 5 6 7 7 2 3 4 5 6 7. Thì cảm ơn bác đã tin tưởng và đặt hàng bên em. Bác đã chuyển khoản trước cho bên em là 1.000.000. Thì bác Nguyễn Thanh Hải, thì em có test hàng trước khi gửi cho bác đây. Thì cảm ơn bác đã tin tưởng và mua hàng bên em. Mọi thông tin nhu cầu mua hàng, bác liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới giúp em. Số điện thoại bên dưới giúp em nhé. Bên em giao hàng toàn quốc. Đấy. Xin chào tất cả các bác bên dưới giúp em nhé.
Xin kính chào tất cả các bác. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về video bên em các bác nhé. Xin kính chào tất cả các bác ạ.